mình không phải là một cái người mà chịu được độ cao giỏi, cho nên là khi đứng ở trên cao như thế này thì cảm giác nó cũng hơi sợ sợ một xíu. Họ thiết kế những cái móng vuốt đó, nó ghê, nhìn nó màu đỏ đỏ, đỏ nhìn ghê. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Nhân đang có mặt tại trung tâm của thành phố Đà Lạt. Sau khi mà tìm hiểu thì Nhân được biết rằng là ở giữa trung tâm của thành phố Đà Lạt có tồn tại một căn nhà mà nó rất là khác biệt, được xây dựng bởi một nữ tiến sĩ, và rất là nhiều báo chí đã viết về căn nhà này, và căn nhà được mệnh danh là căn nhà điên. Và sau khi mà mình xem hình ảnh này trên mạng thì mình mới thấy rằng là nó có một sự khác biệt, nó không giống với bất kỳ những căn nhà nào khác. Vì vậy mà để biết được bên trong căn nhà như thế nào thì Nhân mời mọi người hãy cùng đồng hành video này với Nhân để vào bên trong và khám phá nha. Để vào bên trong căn nhà thì mình sẽ phải mua vé, và cái giá vé vào tham quan thì nó sẽ là 60.000. Anh vô trong nha em. Ngay từ khi mà mới đặt chân vào bên trong thì mình đã thấy nó có một cái gì đó, nó thật sự là nó kỳ lạ rồi. Và hiện tại thì căn nhà đã được bán vé để mà du khách có thể vào đây tham quan. Hiện tại thì ngoài cái tên là căn nhà điên ra thì đây cũng được gọi là biệt thự mà có cái tên rất là đẹp, đó là biệt thự Hằng Nga. Có lẽ là Hằng Nga là cái tên của nữ tiến sĩ đã thiết kế và xây dựng lên cái ngôi nhà này. Thật sự là bây giờ mình sẽ không biết là bắt đầu đi từ đâu nữa, nhưng mà có rất là nhiều du khách Hàn Quốc nè, rồi khách Tây nữa, họ vào đây. Mình sẽ cố gắng đi hết tất cả những cái ngõ ngách, ngóc ngách ở trong cái căn nhà này.
có lẽ là ý tưởng ban đầu khi mà thiết kế và xây dựng căn nhà này lên đó, thì chắc có lẽ là chủ nhân của căn nhà không nghĩ rằng là mình sẽ bán vé tham quan. Đến đây là đường cục rồi, nhưng mà có một cánh cửa không thể vào được. Nhân cũng có hỏi thăm nhân viên ở đây rồi, là hiện tại là không có chủ ở đây, cho nên là mình cũng không có thể nào mà phỏng vấn được. Ui, ngay cái vị trí này có một cái cầu thang nó rất là nhỏ luôn, là không biết là có đi được không. Thật sự là bất kỳ một du khách nào khi mà đặt chân đến Đà Lạt á, nếu mà không ghé tham quan ngôi nhà này thì đó thật sự là một điều rất là đáng tiếc. Thật sự là cái cách thiết kế nó không có đi theo một cái quy tắc nào ấy đó, nó rất là kỳ lạ. Đây là cái cầu thang đi thì nó cũng không giống bất kỳ một cầu thang nào. Ở phía bên trong giống như là thiết kế để mà qua đêm khách có thể ngủ lại qua đêm. Đúng rồi, ở bên trong là thiết kế để mà khách du lịch có thể là book phòng ở đây, ngủ lại ở đây luôn. Nhìn nó rất là thú vị. Ngoài cái vỉa mami của nó ra thì nó cũng rất là mang đậm cái thiết kế độc lạ, nhưng mà nó vẫn hài hòa với lại cái không gian ở đây mọi người. Bây giờ nhìn từ góc nhìn bên này, ui, thật sự là nó cũng rất là rộng luôn. Đây là một căn phòng mà đang làm dở, chưa có hoàn thiện xong. Ở bên trong đây là phòng cho khách qua đêm hả chú? Cô chủ có ở đây không chú ha? À, cô có ở đây ạ? À? Lát nữa con xin phép phỏng vấn cô xíu được không? Chắc là hơi khó, cô giờ đang nghỉ trưa rồi cô. Không, con sẽ trễ xíu. Cô ở dưới
Dạ. Nhà trông á, xuống liên hệ với mấy em này có phòng á. Dạ dạ, cảm ơn chú. Mình đến vào cái khung giờ mà nó hơi trưa trưa cho nên là cô đang nghỉ trưa rồi. Thôi thì mình sẽ đi thăm bố đang đi. Ui. Sorry, sorry. Oh, thank you. Có nghĩa rằng là bây giờ ở đây không hẳn là sẽ dừng xây dựng. Mình thấy là đang vẫn tiếp tục một số những cái hạng mục nữa, nhưng mà nó cũng thật sự nó cũng na ná nhau, nó mang một cái dáng vẻ nó khác biệt lắm. Thật sự là mình không thể nào biết dùng cái từ gì cho nó phù hợp với một căn nhà như thế này cả. Không theo một quy củ nào. Phía bên kia với một cái cách thiết kế như là một cái căn nhà mà nó bỏ hoang đổ nát vậy. Nó không có hoàn thiện. Từ góc nhìn bên đây. Ở cái góc nhìn bên đây thì chúng ta có thể nhìn, nếu như mà căn nhà này mà khi mà chúng ta đến đây vào ban đêm thì chắc có lẽ là phải giật mình bởi những cái hình ảnh này. Mình sẽ đi lên những cái tầng cao trước. Có rất là nhiều du khách cũng tự quay cho mình những cái thước phim làm kỷ niệm, đặc biệt là khách Hàn Quốc nè.
mình không phải là một cái người mà chịu được độ cao giỏi, cho nên là khi đứng ở trên cao như thế này thì cảm giác nó cũng hơi sợ sợ một xíu. Khi mà chúng ta đi vào một cái không gian khác thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận khác, chứ không phải rằng là chúng ta có một cái cảm nhận duy nhất khi mà đặt chân vào ngôi nhà, bởi vì là mỗi ngóc ngách nó có một cách thiết kế rất là khác nhau và nó sẽ tạo cho mình những cái cung bậc cảm xúc khác. Có lẽ mình đã sắp lên đến đỉnh của căn nhà rồi. Ui, cầu thang đi nè, nó nhỏ cho nên cái cảm giác đi nó cũng hơi hồi hộp. Thật sự là mình rất là sợ độ cao. Thật ra thì mình thấy họ nói rằng là căn nhà này là căn nhà điên, thì mình nghĩ rằng là điên ở đây có nghĩa rằng là ý tưởng hơi điên rồ so với người bình thường. Người bình thường thì chắc có lẽ không ai sẽ dám nghĩ rằng là mình sẽ xây được một cái căn nhà như thế này. Thật sự là phi thường. Ui, mình tưởng nó đã dừng ở khu bên này rồi. Hóa ra là nó... nó kéo dài qua ra phía bên kia. Hiện tại mình đang ở một cái nơi cao nhất của căn nhà rồi. Và bây giờ cái việc đi xuống đối với mình là một cái điều khó khăn, bởi vì cũng hơi sợ độ cao, nhưng mà cái con đường nó hơi nhỏ. Cũng hơi hồi hộp xíu. Cái con đường đi xuống nó hơi nhỏ xíu mọi người. Ui, hồi hộp quá. Wow.
Con đường là chỉ vừa một người đi thôi cho nên là phải nhường nhau. Bây giờ mình sẽ tiến qua cái căn nhà phía bên này. And now we go to the shop. Mình không biết là mình đã đi được bao nhiêu ở trong cái căn nhà này rồi nữa. Bởi vì là cái lối đi nó cứ thông với nhau, nó cứ lần ngoằng á. Đây có một cái lối đi này. Một căn nhà có một cái hình dáng rất là kỳ dị và đặc biệt là cũng rất là hòa đồng với lại thiên nhiên nữa. Rất là nhiều những cái loại cây được trồng ở trong khuôn viên của căn nhà. Rất là thân thiện với môi trường. Ở đây có một cái này mình gọi cái gì cho đúng ta, còng hay là chiên? Bởi vì còng hoặc là chiên thì chắc có lẽ là nó thuộc về văn hóa của Tây Nguyên thì đúng. À,
mình sẽ tiếp tục tìm một cái con đường. À, ở dưới này thiết kế giống như là trong những cái hang động mà nó có thạch nhũ. Mình thấy có một cái lối nữa để mà đi qua phía bên kia, nhưng mà không biết là nó đang nằm ở vị trí nào. Thiết kế một cái phòng ngủ, nếu mà chúng ta tới đây mà thuê phòng thì có thể là ngủ lại ở đây luôn. Bây giờ Nhân sẽ tiếp tục tìm cái lối để mà đi. Cô đã nghỉ chưa? Dạ. Chữ là stop, nhưng mà nó đã mở cửa ra rồi.
Ui, ở bên trong giống như là một cái này gọi là gì ta, hệ sinh thái dưới đáy biển rất là đẹp luôn, nhưng mà rất là tiếc cái ngõ này không có vô được. Lối thoát hiểm. Cuối cùng thì mình cũng lạc vào thủy cung được rồi. Cái lúc nãy mình đi phía bên dưới kia mà bị khóa cửa, cho nên là mình phải tìm một cái lối đi khác để mà lên vào thủy cung. Thực sự là mình cảm thấy ấn tượng nhất ở ngay cái chỗ này. Một cái tuyệt tác mà nó nói lên một cái ý nghĩa rất là sâu sắc riêng đối với mình thôi. Thì ở bên dưới có một người đang ngồi với một cái tâm thế rất là rầu rĩ và đội một cái nón mà nó đã rách như thế này rồi. Thì chứng tỏ rằng là đây là người nông dân. Và từng cấp độ ha, một người nông dân ngồi rầu rĩ, ở trên là thêm một người nữa, rồi tiếp tục một người, và ở trên cuối cùng là một con chim. Con này là chim gì ta? Chim gì anh? Cú mèo à? Dạ. Nó có một cái ý nghĩa gì đó rất là sâu sắc, nhưng mà mình tạm thời chưa nghĩ được.
họ thiết kế những cái móng vuốt á, nó ghê, nhìn nó màu đỏ đỏ, đỏ nhìn ghê. Ở ngay cái góc này thì mình mới thấy được sự thật sự là mình đang nhìn hình ảnh này, mình liên tưởng ở trong một cái bộ phim kinh dị nào đó, bởi vì là nó có một cái dáng vẻ thật sự là nó ghê thật mọi người. Đây là cái không gian, cũng là cái nơi cuối cùng mà mình sẽ tham quan ở đây. Thì nghe chú kia báo rằng ở đây là vườn địa đàng. Ở đây có một cái pho tượng pho tượng này mình nhớ không lầm sẽ là ông hồi xưa mình hay uống sữa ông Thọ, thì đây nếu mà mình nhớ không lầm là ông Thọ. Ông rất là vui ha, nhìn nét mặt của ông cười tươi thế. Hai cô gái đang ngồi tâm sự đây. Những cái loại cây như thế này thì nó đang miêu tả là cây đã bị chết khô rồi nè. Nhưng mà ở đây thì được làm từ chất liệu là xi măng, ở bên trong là thép. Hình như là mình nghe tiếng sấm rồi, trời sắp mưa rồi. Thôi thì có dịp có mặt tại thành phố Đà Lạt thì Nhân không thể nào bỏ lỡ qua cái chuyến tham quan và khám phá bên trong căn nhà được mệnh danh là căn nhà điên như thế này. Đối với mình thì thật ra thì căn nhà này không điên một xíu nào đâu. Bây giờ hiện tại thì khách du lịch khắp nơi đang đổ về đây để mà tham quan, cho nên đây là một căn nhà mà mình cảm thấy rất là thú vị. Nếu mà mọi người có dịp mà ghé Đà Lạt thì đừng quên ghé qua căn nhà này để mà tham quan, để mà biết thêm một căn nhà với một cái lối kiến trúc thiết kế rất là kỳ lạ như thế này.
thật sự rất là hấp dẫn mọi người. Thôi thì chắc clip video này Nhân xin phép kết thúc nha. Nếu mà xem thì đừng quên là đăng ký kênh để mà đón chờ những cái video sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.